Hello, hello, em xin chân đến chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác đã đến với cái video tiếp theo này của máy xúc Việt Nam Inox. Hôm nay mình sẽ giới thiệu qua cho mọi người một chút về cái cách mà các anh kỹ thuật đang lắp ráp chiếc Hitachi Zaxis 870 LCH đây các bác ạ. Thì để được vận chuyển về đến Việt Nam cũng như là lắp ráp thành công thì nó sẽ phải qua vận chuyển hai lần nó mới được các bác nhá. Cái người này người ta chở riêng, còn cần mới lại gầu mới xi lanh là chở riêng. Đó. Thì đây là chiếc 870 LCH này đã lắp hoàn chỉnh ở đây, lắp hoàn thiện rồi. Mọi người thấy đó, cái máy này thì rất là khủng. Cái gầu của nó có cái múc được là 4.3 các bác nhá. Mình sẽ đi một vòng quanh máy cho mọi người. Thì hôm trước mình cũng có làm một cái video giới thiệu về máy này rồi. Nhưng bây giờ hôm nay thì sẽ làm một cái video để chia sẻ với mọi người về cái cách người ta lắp ráp cái đầu cần kia. Thì ở đây thì những nhân viên kỹ thuật ở đây sẽ có một cái cách gọi khác nhau. Như dân lái máy của mình thì sẽ có những cái gọi khác nhau, không giống nhau đâu các. Thì ở chỗ này thì là cái đầu dưới này là mình cứ hay gọi nó là đầu cần thôi. Thì cái cần này nó là cần vào gầu. Đó, còn cái kia là cái phần nhất, cái cần chính đây. Thì bây giờ thì lắp như cái máy nó trọng lượng nó rất là nặng như thế này thì sẽ phải hỗ trợ từ cẩu, rồi thì là máy xúc sẽ hỗ trợ. Thì do là yêu cầu kỹ thuật của công ty là không được phép vào gần khi mà đang sửa chữa và vận hành máy, cho nên là mình sẽ đứng từ xa thôi, thì rất mong anh em thông cảm. Đây hỗ trợ ở đây là chiếc Zaxis 240. Chiếc này cũng là trừ 5G mọi người nhé. Thì chiếc này sẽ có cái nào, đây là anh Quý. Đó, thì mình cũng xuống đây và giới thiệu qua với mọi người về anh Quý ở những video trước rồi. Thì anh Quý là đơn vị gọi là làm của công ty Vichac, nhân viên bán hàng của công ty Vichac, bán phụ tùng của công ty Vichac. Nhưng mà thực ra là anh Quý thì sẽ có những cái công việc khác nhau, có thể là bán hàng, có thể bán máy xúc, đi giao máy xúc, rồi thì là sửa chữa bảo dưỡng thì cùng anh em đi đấy. Thì bây giờ là những cái ắc, rồi thì là những cái khớp nối này của đầu xi lanh này thì thông thường là hãng người ta sản xuất ra ấy, thì bây giờ nó rất là khít, cho nên là nhiều khi phải điều khiển từng tí một các bác nhá. Điều khiển nhích từng tí một, hỗ trợ của máy xúc rồi hỗ trợ của cẩu này, xong là tự máy vận hành nữa. Đấy, để kết hợp vào với nhau. Thì hiện tại thì cái xi lanh kia chưa lắp được, cho nên chưa lắp tio để vào cái phần xi lanh gầu này. Đó. Các anh đang chỉnh ở đây thì gần như là zin đến là khoảng 99% rồi, còn căn bạc căn gầu nữa. Mỡ đi vào những ắc kia là chờ sẵn rồi, bây giờ chỉ cần lắp các ắc vào xong sau đó kết nối đường dây vào nữa là ok. Đây thì bác đang đứng ở trên xe nâng kia, thì bác ấy là gần như kiểu là người lớn tuổi và có kỹ thuật đỉnh nhất ở đây rồi. Thì bác ấy sẽ chịu trách nhiệm về những cái phần yêu cầu kỹ thuật cao. Thì ở phần kia thì sẽ là cái phần hãm các bác nhé. Đây là người ta làm một cái khớp như kiểu chữ U ở đó, xong sau đó là khớp cái đó vào, xong vặn ốc ở bên kia để chốt đấy, vặn ốc ở cái chỗ cái khớp đó để chốt cái ác lại để cho tránh tình trạng nó tụt sang bên này đó. Đấy, bây giờ zin lại thì sẽ gõ bằng búa, nếu mà búa không được thì sẽ nhờ sự hỗ trợ của máy xúc. Khi mà đã zin rồi, đã vào rồi thì bạc cũng như ác nó đã khớp rồi thì nó sẽ đây, cái phần này là cái phần hãm. Sẽ đóng nó sẽ vào rất là dễ. Đó. Thì cái này là phần xi lanh trên đỉnh này thì đã lắp xong. Đấy, bây giờ mình sẽ ra mình quay cái gầu cho mọi người. Đây là gầu của 470 các bác nhá. Gầu của 470 này thì có cái khối lượng là
2.1 cm khối, là 2.1 khối đấy. Chiếc cầu này thì chưa được lắp cái máy 470 ở ngoài kia. Đó, ở phía ngoài kia. Còn đây là cái phần gầu của máy 870 đây. Cái gầu này có cái khối lượng của nó là 4 tấn 2 4.270 kg này. Có cái dung tích khi mà múc là 4 khối 3 các bác nhá. Đó. Rất là kinh khủng ở đây. Đó. Anh em thấy cái gầu này nó vĩ đại không? Đấy. Đây là cái phần mà người ta làm để cho chống mài mòn đấy các bác. Đó, khi mà làm đất làm phần đất, phần đá nhiều ấy, thì là cái này là sẽ khi mà mòn hết cái này thì có thể thay thế, tức là thay thế được cái này thì cái thành gầu này nó sẽ không bị hao mòn. Đó, tức là khi mà cái này nó mòn đi rồi thì người ta có thể thay thế được cái mới. Đây là cái phần răng gầu. Đây, chân của mình này. Chân của mình đeo dép cỡ 41 đấy các bác. Nhưng mà răng không cái răng gầu này rất là to luôn. Rất là kinh khủng. Thôi cái video này thì mình xin kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Do là cái khối lượng công việc cũng như là lắp ráp ở đây nó cũng rất là lớn, rất là lâu, thì mình sẽ chia nhỏ những video ra và giới thiệu mọi người. Thì lát nữa thì mình sẽ cùng anh Quý Sẽ làm thêm một video và giới thiệu về cái chiếc 870 này tiếp. Ok, thôi tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhé.